Bên mình đang có loại dây dùng để buộc các thiết bị cũng như làm nẹp mũi, đây có các loại, một cuộn dây là 2 kg, dài 300 m. Có đường kính mỗi dây là từ 2.5 đến 3 mm. Lõi nhựa, lõi kẽm ở trong là 0.3 mm. Cái nhỏ dùng để cho các làm nẹp nhựa trong khẩu trang. Cái này bên mình đang có 2 màu là màu trắng và màu đen. Một cuộn như thế này là một cuộn 2 kg, 1 kg là 90.000, và một cuộn 2 kg là 180.000. Mua trên 10 cuộn là giảm xuống còn 80.000 một ký, là một cuộn sẽ là 160.000 cho một cuộn.